Xin chào anh chị đã quay trở lại kênh Bất Động Sản Dũng Villa nha. Hôm nay chính chủ có gửi em bán một căn biệt thự đơn lập tọa lạc tại địa chỉ số là 12 Mỹ Quang, khu phố Mỹ Hưng, quận 7. Khu phố Mỹ Quang này thì là trung tâm của khu Cảnh Đồi nha. Khu Cảnh Đồi là một trong những khu VIP nhất tại phố Mỹ Hưng nha anh chị. Và căn nhà này hôm nay chào bán có các thông tin cơ bản như sau. Bề ngang căn nhà là 23,5 m và bề sâu là 15 m. Nhà được thiết kế rất mới, vừa xây xong 100% là nội thất mới nha anh chị. Hệ thống đèn điện thông minh, điều khiển từ xa, nhà có hồ bơi, sân vườn rộng chứa được 2 xe hơi nha anh chị. Căn nhà xây dựng là 1 trệt và 1 lầu. Đường trước nhà rộng 11 m nha anh chị. Và hướng của căn nhà là hướng chính nam nha. Và giá đang được chào bán tại tháng 9 năm 2024 là 148 tỷ nha anh chị. Đây là xung quanh cảnh quan hàng xóm nhà mình nha anh chị. Anh chị có muốn đi coi nhà thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0909 114 986. Em sẽ dẫn anh chị xem căn nhà này và các căn bán tại khu Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Nếu anh chị muốn coi hình nhà bên trong thì có thể kết bạn Zalo em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin phép được đóng video đây ạ.